Nhiều nội dung trong bài giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang khác với CD được cấp phép. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có báo cáo về khóa tu mùa hè ở Chùa Ba Vàng 2024. Hai máy bay suýt đối đầu tạm đình chỉ kiểm soát viên không lưu Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình, mời quý vị đến với những phần tin chi tiết. Thưa quý vị, gần đây, bài giảng của thượng tọa Thích Chân Quang được cho là in ra từ đĩa CD, lợi ích của người biết tin nhân quả, khác nội dung được cấp phép, hình thức CD cũng khác. Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất CD này đã lên tiếng xác thực thông tin. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Tránh văn phòng 2. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, nội dung những bài giảng pháp của thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, nhận nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chính pháp. Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, liên quan đến việc cấp phép cho CD Lợi ích của người biết tin nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2024, đại diện nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản CD này khẳng định, những chi tiết huyễn hoặc và một số nội dung không phù hợp đã bị đơn vị này cắt bỏ từ lúc biên tập trước khi cấp phép năm 2019. Trong đĩa CD cấp phép đang lưu tại đơn vị này cũng không có những chi tiết không phù hợp nêu trên. Theo ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đĩa CD lợi ích của người biết tin nhân quả được nhà xuất bản thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục xuất bản và tuân thủ quy định của luật xuất bản. Ông Ba cho biết, sau khi tiếp nhận bản đĩa CD của đối tác, chúng tôi giao cho biên tập viên có chuyên môn về mảng tôn giáo thực hiện thẩm định và biên tập. Quá trình biên tập, biên tập viên đã thực hiện việc nghe đi nghe lại CD này nhiều lần, đề xuất cắt bỏ những chi tiết không phù hợp, yêu cầu đối tác liên kết thực hiện theo bản sửa của biên tập viên và đối tác đã thực hiện đúng yêu cầu về nội dung cũng như hình thức của CD. Ông Ba cũng cho biết, nội dung video được đăng tải trên mạng xã hội theo tìm hiểu là đăng bài thuyết giảng lợi ích của người biết tin nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang thực hiện tại Chùa Quất Lưu, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 11 năm 2018. Còn nội dung trong đĩa CD đang lưu chiều đã được biên tập, cấp phép xuất bản. Đáng nói, từ năm 2019, một số nội dung không phù hợp về dẫn chứng liên quan đến nhân quả đã được biên tập viên thực hiện biên tập, cắt bỏ từ khi biên tập, cấp phép nhưng không hiểu vì sao trên mạng xã hội lại tồn tại những chi tiết này. Đồng thời khẳng định những nội dung huyễn hoặc không có trong CD gốc đang lưu chiều. Ngoài ra, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết, CD trong bài phản ánh của báo mà độc giả cung cấp về mặt hình thức khác so với bản cấp phép của nhà xuất bản. Cụ thể, qua hình ảnh có thể thấy, CD độc giả cung cấp màu sắc vàng còn rất mới, dù ghi cấp phép 2019. Trong khi CD nhà xuất bản cấp phép có màu trắng, thực hiện lưu trữ qua 5 năm đã có dấu vết thời gian. Ông Trần Đình Ba tái khẳng định, đơn vị không cấp phép cho lưu hành nội dung có tính huyễn hoặc, gây tranh cãi trong dư luận như trong thời gian qua. Đối với vụ việc này, nhà xuất bản cảm ơn phản ánh của báo công thương. Phản ánh này giúp chúng tôi thấy rằng trong công tác biên tập, cấp phép những ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng phải thực hiện cẩn thận, tra cứu kỹ lưỡng để tránh gây những tranh luận không đáng có. Ông Ba thông tin Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa có báo cáo kết quả tổ chức khóa 1, khóa tu mùa hè năm 2024 của chùa Ba Vàng. Báo cáo được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Uông Bí, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, sau khi chính quyền địa phương có yêu cầu chùa Ba Vàng giải soát và báo cáo về khóa tu mùa hè đang được tổ chức tại cơ sở tôn giáo này. Trong báo cáo, trụ trì chùa Ba Vàng Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6 với 6.052 khóa sinh. Tất cả hoạt động đều đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, đăng ký lưu trú theo quy định. Nhà chùa cũng phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nội dung khóa tu theo đúng hướng dẫn của thông bạch số 95 TB BTS của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 3 về việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử trong dịp hè 2024. Theo đó, hàng ngày khóa sinh được rèn luyện lối sống tự lập, tự gấp chăn gối khi ngủ dậy, tự lấy đồ ăn, tập rửa bát sau khi ăn, tự biết chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ ở bên. Khóa sinh được khám phá và tìm hiểu về lịch sử Phật giáo, tìm hiểu về Chùa Ba Vàng, nghe thầy trụ trì chia sẻ về những lời dạy của Đức Phật, trích theo kinh sách của nhà xuất bản tôn giáo để các em sống có trách nhiệm, có đạo đức và hướng thiện. Điều này giúp các em tăng trưởng tâm biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô, để các em biết nói lời xin lỗi và yêu thương, trở thành người công dân tốt, biết quý trọng mạng sống của muôn loài. Khóa sinh cũng được thực hành thiền, đọc kinh, tập giữ tĩnh lặng cho nội tâm, gen tính kiên nhẫn. Tham gia trải nghiệm lễ đặt bát truyền thống của Phật giáo, để các em học cách chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Cũng theo thông tin từ chùa Ba Vàng, trong đợt 1 khóa tu mùa hè vừa diễn ra, khóa sinh có thời gian giao lưu cùng diễn giả nhà báo, người dẫn chương trình Phan Đăng về chủ đề đọc sách. Mục đích là giúp các em biết cách đọc sách hiệu quả, cách lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi. Diễn giả hướng dẫn các em không ngừng trao đổi, biết phân biệt thật giả khi đọc sách cũng như khi tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, bí quyết đọc sách không bị chán, buồn ngủ. Trong khóa tu mùa hè các em nhỏ cũng tham gia sáng tạo tái chế các mô hình danh lam thắng cảnh Việt Nam từ những phế liệu đã qua sử dụng. Từ đó giúp các em tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, có ý thức bảo vệ môi trường, học cách làm các clip vui vẻ, học kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống kỷ luật, yêu quý lao động. Vì hướng tới trẻ em nên khóa tu còn có hoạt động vui chơi bổ trợ với các trò chơi dân gian và trải nghiệm mô hình giáo dục STEM thông qua giải đấu STEM Robotics Euro 2024. Về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng quy trình theo sự hướng dẫn của phòng y tế thành phố, các suất ăn đảm bảo vệ sinh, cân bằng dinh dưỡng, không xảy ra trường hợp mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà chùa đảm bảo các phương án và các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Theo hướng dẫn của công an phòng cháy chữa cháy thành phố Uông Bí, đảm bảo nhân sự trực xe tép 24/7. Không xảy ra vụ cháy nổ nào, đảm bảo người trực xe cấp cứu, và nhân lực trực tại các điểm sơ cứu 24 trên 7. Không có trường hợp nào phải dùng đến xe cấp cứu. Các nội dung về y tế, vệ sinh môi trường cũng được nhà chùa đảm bảo. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, thông qua hoạt động trải nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Chùa Ba Vàng mong muốn tạo động lực cho các em để các em đam mê sáng tạo, hào hứng với hoạt động nghiên cứu khoa học, biết ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các vấn đề. sau clip gây xôn xao về khóa tu mùa hè tại chùa ba vàng hiện trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok đang xuất hiện thêm một video về các phát ngôn từng gây bão của trụ trì chùa ba vàng đại đức thích trúc thái minh liên quan đến cúng dường và thỉnh vong giải oan gia trái chủ trong đó liên quan đến cúng dường video tên thầy thái minh chùa ba vàng giờ ra sao một tài khoản tiktok đã trích đoạn trụ trì chùa ba vàng thuyết giảng phật tử về nội dung này Cụ thể, trong video, vị trụ trì này đặt câu hỏi có nhất thiết phải đi tìm chùa nghèo để cúng dường không? Sau đó ông ví von, chúng ta là người, đồng vốn ít, hạt giống có ít, mà cứ đi tìm ruộng sơ xác bạc màu mà gieo, liệu có con có vốn cho tương lai hay không? Vì vậy nên phải chọn, trụ trì chùa Ba Vàng nhấn mạnh. Ngoài ra, cũng trong video, thầy Thái Minh, chùa Ba Vàng giờ ra sao, đăng tải nội dung trụ trì chùa Ba Vàng, nói thêm với Phật tử rằng, mình không chê trách mà chỉ phân tích để Phật tử rõ ràng không phải đặt vấn đề chỉ cúng dường cho chùa nghèo, không cúng dường cho chùa giàu. Đặc biệt, trong video Thầy Thái Minh, Chùa Ba Vàng ra sao, trên tài khoản TikTok trên, còn trích nội dung thuyết giảng của trụ trì Chùa Ba Vàng với Phật tử. Ai mà cầm chén rượu ép người khác phải uống thì có thể 500 kiếp sau sinh ra là tay cụt. Cũng trong video mà tài khoản TikTok này đăng lên mạng xã hội, trụ trì Chùa Ba Vàng còn thuyết giảng về Nam giới rằng được sinh làm người rồi mà sinh ra làm thân nam là khó hơn, khó hơn tức là quý hơn. Giống như mình chúng sổ số, chúng được là quý lắm. Vì thế, thân là người nam có phước báo hơn. Bên cạnh đó, về hoạt động thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, từng làm dậy sóng dư luận vào năm 2019. Trong video nêu ở trên, cũng có trích dẫn lời trụ trì Chùa Ba Vàng thuyết giảng Ai đau bụng thỉnh ra là biết con quỷ đang quấy. Vì thế, khi thỉnh oan gia trái chủ, vong đòi bao nhiêu thì cúng bấy nhiêu cho nó. Ông nói thêm, muốn còn mạng thì mất tiền. Thầy không muốn Phật tử mất tiền vì chùa thầy xây xong rồi, nhưng vong đòi bao nhiêu cũng bấy nhiêu. Trước các hoạt động thỉnh vong, giải oan gia trái chủ gây xôn xao dư luận. Vào thời điểm năm 2019 tại Chùa Ba Vàng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận việc Chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và Phật tử, trong đó có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, phải trả nợ cho vong bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến trường giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Vì vậy, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị đình chỉ tất cả chức vụ trong giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sám hối đại tăng 49 ngày. Đầu năm 2024, trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng kỷ luật vì trực tiếp liên quan việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật cung thỉnh từ Myanmar về Chùa Ba Vàng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội Tăng Ni và Phật Tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại Đức trụ trì Chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước Chư Tôn, Đức Ban Thường Trực, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đỗ Xuân Khu, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Kiến Sương và bà Ngô Thị Bích Liên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Hai người này bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương liên quan đến Nguyễn Sơn La thường gọi là La Điên. Cũng liên quan vụ án này, ngày 13 tháng 6, cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Thiên Tư, sinh năm 1961, nguyên cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Sương và Trần Văn Thành, sinh năm 1983, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Sương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị bắt để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho La Điên chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957, thường trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, bị công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 12 tháng 6 để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng, làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. La Điên là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, La Điên thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, mới đây, công ty quản lý bay miền Nam cho biết đã tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan đến vụ hai máy bay suýt đối đầu ngày 19 tháng 6, đồng thời tiến hành xác minh sự việc. Chiều 21 tháng 6, đại diện tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết, chiều 19 tháng 6, đơn vị nhận được báo cáo sơ bộ của công ty quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay H1575 H1557 và V244 tại phân khu 1, trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh có cảnh báo xung đột ngắn hạn. STCA đại diện tổng công ty quản lý bay Việt Nam thông tin, sau khi hệ thống phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan. Đồng thời, các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Ngay khi sự việc xảy ra, kiếp trực đã báo cáo. Công ty Quản lý Bay Miền Nam đã tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Về phía Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết khi tiếp nhận thông tin đã lập tức ra quyết định thành lập tổ điều tra xác minh nguyên nhân sự việc. Tổ điều tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Quản lý Bay Miền Nam và sẽ thông tin khi có kết quả. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho máy bay H-1575 trong hành trình từ Hà Nội đi Đà Lạt xuống mực bay 300 và sau đó huấn lệnh xuống mực bay 340, tàu bay xác nhận. Cùng thời điểm này, khoảng 6 giờ 31 phút, máy bay V-244 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thành Hóa thiết lập liên lạc với phân khu 1, báo cáo đang bay thẳng, duy trì mực bay 330. Kiểm soát viên không lưu nhận dạng máy bay và yêu cầu duy trì mực bay 330, tàu bay xác nhận. Lúc 6 giờ 34 phút, kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho H1575 tiếp tục xuống mực bay 240, tàu bay xác nhận lại lần 2. Tuy nhiên, tới gần 6 giờ 35 phút, màn hình ATM xuất hiện cảnh báo STCA, tức cảnh báo xung đột ngắn hạn. Ngay lập tức, kiểm soát viên không lưu hối hả cấp huấn lệnh cho H1575 duy trì mực bay 340, rẽ trái vì lý do traffic, tức cảnh báo va chạm máy bay. Kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho V-244 rẽ phải hướng bay. May mắn sau đó, khoảng 6 giờ 35 phút, H-1575 xác nhận đã nhận huấn lệnh xuống mực bay 240 trước đó. Tới 6 giờ 36 phút, màn hình ATM hết cảnh báo STCA. Ngày 21 tháng 6, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, sinh năm 1972, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hại trong vụ án này là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng được xác định bị lừa đảo 80 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án Núi Cuống, Quảng Ninh và bị chiếm đoạt 47 tỷ đồng. Theo cáo trạng, công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án Núi Cuống. Năm 2018, công ty này muốn bán lại dự án nên gặp Nguyễn Sĩ Tá nhờ tìm khách. Bị cáo Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên giới thiệu mua. Tá giới thiệu ông ta từng làm giám đốc nhà khách chính phủ nên được các bác cho dự án, nếu ông Dũng muốn mua cần đặt cọc 20% giá trị chuyển nhượng, đồng thời giữ bí mật để tá đi cảm ơn các bác. Năm 2019, nhân viên Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho tá và được bị cáo này báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ đồng nhằm đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng. Trong năm 2019 tá tới trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh hai lần, nhận đủ 80 tỷ đồng đặt cọc. Sau đó ông ta yêu cầu nhóm cổ đông của công ty Đức Anh phải chi cho mình 20 tỷ đồng nếu bán được dự án núi cuống. Tuy nhiên công ty Đức Anh sau đó không bán dự án cho Tân Hoàng Minh. Ông Dũng tìm hiểu và được biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh không xem xét chấp nhận vì đảo núi cuống chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất. Ông Dũng cũng làm việc với các cổ đông của công ty Đức Anh và được biết dự án núi cuống không thuộc sở hữu của bị cáo tá và người này không chuyển 80 tỷ đồng ông Dũng đặt cọc cho công ty Đức Anh. Tân Hoàng Minh sau đó ký hợp đồng mới với công ty Đức Anh để mua dự án, đồng thời đòi tiền nguyên sĩ tá. Bị cáo này chỉ trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng. Sau đó, công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh không bán đảo núi cuống cho doanh nghiệp này. Hiện tại, ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sĩ Tá phải hoàn trả 47 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo tá không thừa nhận hành vi phạm tội, cho hay đã giới thiệu ông Dũng tới công ty Đức Anh để mua dự án và được ông Dũng thưởng 80 tỷ đồng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận. Bị cáo khẳng định đã ký nhưng không đọc nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc. Chiều 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của ông Nguyễn Hòa Bình, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, về việc cho bà Đỗ Thị Kim Thư thôi giữ chức tránh án tòa án nhân dân tỉnh con tum nghỉ công tác chờ nghỉ hưu trước tuổi thời gian bà đỗ thị kim thư thôi giữ chức vụ nghỉ công tác chờ nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 trước đó vào tháng 4 năm 2024 ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh con tum nhiệm kỳ 2020-2025 và bà đỗ thị kim thư bí thư ban cán sự đảng tránh án tòa án nhân dân tỉnh con tum Cụ thể, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để tòa án nhân dân tỉnh và một số tòa án cấp huyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định của ngành tòa án trong công tác xét xử áp dụng các điều luật tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tạm đình chỉ cho hưởng án treo hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội hủy sửa nhơ bản án trái quy định pháp luật Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu rõ trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng tòa án nhân dân tỉnh Con tum các nhiệm kỳ 2015-2020 2020, -2020 2025 và các đồng chí Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tránh án, Nguyễn Tiến Tăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum. Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum nhiệm kỳ 2020-2025 và bà Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum. Sau đó, bà Đỗ Thị Kim Thư đã có nguyện vọng thôi giữ chức vụ tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum. Sáng 20 tháng 6, Đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, người lao vào khống chế hung thủ gây ra vụ án mạng rúng động dư luận, túc trực, động viên gia đình vượt qua nỗi đau và cùng người làng lo tang lễ cho anh Lê Hồng Tài, 45 tuổi, và chị Phạm Thị Phương, 42 tuổi. Giây phút lao vào khống chế Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú chỗ ở hiện nay tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại úy An bất chấp nguy hiểm, bởi anh xác định hung thủ đang cầm dao rất manh động, có thể gây nguy hiểm cho người khác. Đại úy An kể, hôm đó mới sáng sớm, tôi còn chưa kịp ăn bữa sáng thì điện thoại reo lên. Tôi nghe máy bỗng tá hỏa khi đầu dây bên kia thông báo trên địa bàn xảy ra vụ trọng án. Tức tốc, tôi chạy vội đến tủ quần áo, mặc quân phục trong tình thế quần vẫn ống trên ống dưới, chạy xe máy lao nhanh đến hiện trường. Trên đường đi mà đầu tôi như choáng, vì không nghĩ lại xảy ra vụ án kinh hoàng đến vậy. Khi vừa tới hiện trường, đại úy An phân công nhiệm vụ cho công an và dân quân có mặt, người giúp đỡ nạn nhân, người truy vết tìm hung thủ, đồng thời báo cáo vụ án cho lãnh đạo công an thành phố Quảng Ngãi, tăng cường lực lượng hỗ trợ. Trong lúc chờ sự hỗ trợ, Đại ủy an cùng lực lượng dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm hung thủ. Qua quan sát, lực lượng vây bắt phát hiện Lê Đình Thiết đang lần trốn trong bụi chuối phía sau vườn nhà anh Tài. Qua nhận định hiện trường vụ án, đại ủy an yêu cầu lực lượng truy bắt phải cảnh giác cao độ vì kẻ gây án thể hiện tính máu lạnh, một phút bất cẩn có thể sẽ có người trong đoàn bị đối tượng gây thương tích. Đại ủy an phân công 5 cán bộ công an xã và 4 an ninh cơ sở chia làm 2 mũi, vừa vây giáp vừa vận động yêu cầu đối tượng buông dao đầu hàng, Xong Lê Đình Thiết mặt không chút biến sắc, mũi dao nhọn hoắt trên tay vẫn lăm lăm hướng về phía lực lượng vây bắt. Vài phút đồng hồ trôi qua, đối tượng di chuyển từ bụi chuối đi ra giữa vườn, kẻ gây án chuyển từ trạng thái căm hận sang tự làm thương mình, khi cùng lời lẽ mất kiểm soát. Đại úy An kể, trong giây phút sinh từ đó, trong đầu tôi thoáng lên nhận định, hung thủ manh động để lâu sẽ nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt. Khi đồng đội kêu gọi đề nghị thiết bình tĩnh, nói chuyện, lúc này nhận thấy kẻ thù ác mất cảnh giác. Tay cầm dao hạ xuống thấp, nên tôi lao từ phía sau đến ôm chặt, khống chế đối tượng. Ngay tức khắc, đồng đội hỗ trợ xông vào bắt giữ kẻ sát nhân. Phó trưởng công an xã Nghĩa Dõng nói rằng, lúc đó không nghĩ nhiều đến sự nguy hiểm của bản thân, chỉ nghĩ phải khống chế hung thủ sớm nhất, tránh những rủi ro cho mọi người vụ án sát hại cả gia đình anh Lê Hồng Tài khiến dư luận địa phương rúng động. Bản thân những người làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường ngay từ đầu, dù đã chinh chiến qua nhiều đợt huấn luyện, những va chạm, song vẫn không thể hình dung hết được sự tàn độc, máu lạnh của kẻ thù ác. Hắn không chỉ cố tình hạ sát vợ chồng anh Lê Hồng Tài và chị Phạm Thị Hồng Phương, mà còn gây án với hai con nhỏ là cháu Lê Hồng Như Ý, 6 tuổi, Lê Hồng Châu Ngân, 4 tuổi, khiến hai cháu trọng thương. Hai bé gái được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương. Sau nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, bé lớn đã tỉnh táo, cháu nhỏ cũng qua nguy kịch. Vợ chồng anh Tài được người dân thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nhận xét là hiền lành, thân thiện, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Từ lúc xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng đến nay, mọi người vẫn chưa hết xôn xao bàn tán vì lời khai về động cơ của Thuyết. Một số người già ở địa phương cho biết, có nghe nói đến mâu thuẫn tranh chấp đất trong dòng họ gia đình nạn nhân từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, thuyết đã không sống ở quê từ lâu, hàng xóm không còn nhớ tên, nhớ mặt nên việc ông ta gây án là rất bất ngờ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.